bắt đầu nguồn từ suối từ đây. À, con nước ở trong khe này nó chảy ra đây từ đây thôi nhỉ, cá từ đây thôi chứ nó không có cái chỗ vào nữa, bên kia không có cá nữa nhỉ. Hết chỗ rồi. Cho con đứa muốn ăn này. Đợt nước to thế này mà không ăn. Ôi con đi to này, con đi to này. Ừ. Con to nhỉ, ôi cái này có phải đến 6-7 cân đấy nhỉ. Đây này, con đỏ đỏ này này. Thùng. To đùng như này. 7-8 cân. Con để phải 10 cân nhưng 7-8. Ừ. Ôi, con là to chưa? Nào bây giờ. Thêm nhà điện giường là Lego à? Đi 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 đi. Đi. Đi ra xe mà lên đường thôi. Đây, sẽ là từ cái đầu hang ấy ra này là 120 mét. Từ cửa hang ra 120 mét thôi này. Xem là ra đến chỗ nào này. Chú Năm ơi, đi ra đến cái chỗ cái đăng kia xem là dài bao nhiêu mét à? Đi đi tiếp xem nào. Chỗ này là cái đập tràn. Đập tràn dưới nước, cá không chui ra đây được. Đây là có cái cống này ra cái sông khác đây. Ra gì không? À, nó có cái đăng nó chắn đây thì cá tràn, nó không đập tràn. Ừ, đập tràn. Nhưng mà ngăn nước thôi. Sao là ra kia còn nữa không? Hết rồi nhỉ? Đi qua cái kia là có cái đăng này là hết rồi, làm sao mà cá ra được? Làm đập tràn cho chỉ những mà này nước. Ừ. Cái mức này nước ở trong khe trong suối nó, ở trên thác nó chảy xuống. Còn cá này 1-2 con ra là chuyện bình thường. Cá này nó vẫn ra được. Đây đây vẫn có đấy, đây. Có con ngược đấy. Đằng kia nó chắn lưới rồi. À đây hỏi nhà cái bác này xem này. Nhà bác ra được nhiều chưa bác ơi? Nhà bác cấy nhiều không? 4-5 xào lúa, gặt tay hết rồi bác? À, gặt máy. Gặt máy thì ở đây thì bao nhiêu tiền một xào bác? 200.000 bây giờ cao nhỉ? Bác ơi, cái cá ở cái suối này nó có ăn được không bác? Không ăn được, không ai ăn ạ. Tại sao không ăn được hả bác? Thì cá thần mà. Cá thần nên là không ai dám ăn. Thế thì ở đây thế thì ở truyền thuyết của quẻ có ai ăn cá này xong bị làm sao rồi bác? Chắc thế. Thế, thế bác ở đây thì thực tế thì như thế nào bác? Thực tế là cái người ăn đấy là ở đâu? Chắc người lạ về đây không biết ăn vào là đâu bụng hay là ấy. À thế nhưng mà cái tên cá ở đây nó là cái cá gì bác nhỉ? Cá dốc. Cá dốc á? Tên là cá dốc. Cá dốc. Thế
Cái giống cá này là chỉ có ở đây mới có ở. Đúng rồi, chỉ có suối cá này mới có. Ôi, nó có bơi ra ngoài này không? Có chứ. Bơi ra nhưng không ai dám bắt. Nó có hôm kia lụt thế này. Đúng rồi, như mưa lụt hẳn đây nhỉ. Chưa trong đây nó. Gọi là cá dóc ấy. Thế mà nó không đi được. Không. Cái cá này ngoài ở đây ra còn ở đâu có nữa không vậy? Trên khu mạng trên Bát Thước. À thế à? Bát nhưng mà Bán Thước là ở đâu nhỉ? Nó không có đi ngược kia 217 đấy. À đấy rồi. Thế là cái tổng cái chiều dài cái suối này gọi suối gì vậy? Ngọc thôi. Tên gọi là suối Ngọc ạ. Dạ, suối Ngọc. Thế là cái tổng chiều dài nó khoảng hơn 100 mét không bác nhỉ? Cái chỗ cái có... hơn 200 rồi. Chỗ có cá này mà. Cái cá thì bây giờ hắn mở cái này ra, hắn xuống như kia. À. Cửa kia là hắn đây thôi. Khoảng hơn 100 mét thôi chứ bác nhỉ? Hơn 100 mét từ cái chỗ khe núi đấy nhỉ? Vâng. Rồi. Cá này là không ăn được không? Thế cái hạn. Hàng ngày này thì là ở đây họ khu du lịch họ cho ăn cái gì vậy? Cho cá ăn luôn cái gì? Không phải cho ăn gì đâu. Thế không cho ăn gì mà nó vẫn sống? Tự ăn đá cây, tự ăn tự kiếm. Thế khách du lịch thì cũng không cho ăn cái gì? Cấm chứ. Cho thấy vứt lá gì xuống nó ăn hết. Ăn đông khách quá thì người ta phải cấm. Rồi. Rồi. Thế là bác có biết nó khoảng tổng khoảng bao nhiêu con không? Khoảng bao nhiêu? Ừ, cái... em mà biết được. À đây, chỉ biết là rất là nhiều. Vâng. Rồi. Ở dưới nước. Vâng, cảm ơn bác nhé. Vâng. Vâng. Đây kia họ ngăn đăng rồi. Chắc khoảng... hơn 100 mét. Rồi, đi lại đi tắt cái này ra. Về. À, nãy vào nơi kia giờ lại ra nơi này. Động cây đăng. Wow, có chân. Chị sẽ hỏi là bò 6 chân 2 đuôi thì bây giờ có ở trong đấy có hiện vật không cả? Nhưng mà con bò còn sống hả chị? À thế là đi vào xem cái này. Vâng, cảm ơn chị. Bò 6 chân 2 đuôi xem nào. Các bác ơi, cho con hỏi là vào con bò chỗ nào nhỉ? À đi thẳng đấy. Vâng. Bò 6 chân 2 đuôi đi lối này. Chị ơi cho xem bò ở chỗ nào nhỉ? À thế à. Hộ gia đình nuôi bò 6 chân. Vào thì ngắm nghía thế xem nào. À đây. Chân. Nó lại có cái hai cái chân treo trên này nữa. Thế cái thòi lòi trên vai này cũng là đuôi đấy hả chị? Trên đâu là đuôi nữa hả chị? Đây. Đây là 6 chân, 2 chân ở trên vai. Thế còn là một đấy một đuôi đằng sau với một đuôi nữa là đuôi nào hả chị? À đuôi giữa hai chân đấy à? Đi to đấy. Rồi. Con bò này được bao nhiêu năm tuổi rồi chị? 6 năm tuổi rồi đấy. Rồi. Chắc nó vẫn để vui giống hay chỉ nuôi này rồi chị? À, chỉ khách đến tham quan. Thế nên bò nhà chị luôn. À, thế này. Dạ vâng. Dạ vâng. À, có hai cái chân trên này. Hai cái chân này nó có xương không chị? Có xương.
Thế vào ủng hộ đây là tùy tâm mà chị hay như nào ạ? À thế à? Vâng. Tùy tâm bỏ bằng nào thì bỏ. Rồi, cảm ơn chị.